Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Gian SCR, một là mẫu xe đạp khung nhôm được trang bị bộ group Shimano Soza. Bộ chuyển động rất là tốt, trong cái tầm giá đang bán tại cửa hàng thì nó là 9,8 triệu. Các bác được một mẫu xe Gian, thương hiệu xe cũng khá là tốt trên thị trường hiện nay. Khung nhôm toàn bộ phần sơn đen, phối chữ đỏ cực kỳ đẹp. Về tổng thể của chiếc xe thì nước sơn của chiếc xe thì các thứ là còn rất là mới, như các bạn thấy trên hình. Khung sơn là còn nguyên si, hầu như là rất ít vết xước, rất ít những cái vết xước đáng quá đáng kể, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Sử dụng bộ group chuyển động Shimano Soza. Tất cả đồ của trên xe vẫn là nguyên bản chính hãng theo xe các bác nhé. Lốp này, đến cọc yên rồi ni lông cổ phốt đều là nguyên bản của Gian. Bộ tay lắc cũng được trang bị bộ tay lắc Soza với 9 speed. Đây là 9 speed, cái này là 2. Tương đứng với cả là 9 tầng lip và 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 thì là phù hợp. Chuyển động của chiếc xe thì như các bác thấy là cực kỳ mượt mà, lên xuống rất nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe này đang bán bên em mức giá chỉ có là 9,8 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.